Nếu như các bạn cảm thấy quá mệt mỏi khi chuyển token giữa các chuỗi với nhau thì đây là một giải pháp dành cho các bạn. Trong video này mình sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn cách tham gia Airdrop chia sẻ 50 triệu token Iwan. DeFi được coi là tương lai của các tổ chức tài chính toàn cầu và hiện nay chúng ta chỉ đang chứng kiến những giai đoạn đầu tiên của sự phát triển trong lĩnh vực này. Cuộc cạnh tranh giữa các hệ sinh thái DeFi cuối cùng sẽ dẫn đến việc tạo ra các sản phẩm tài chính đơn giản cho thị trường. Chính vì những điều này, Iwa được ra đời nhằm đem đến sự đơn giản trong việc quản lý tài sản cá nhân của mọi chuỗi khác nhau. Ở đây thì mình sẽ ví dụ thông qua cái DApp nha các bạn. Ví dụ như là các bạn đang có là USDT, sau đó các bạn muốn chuyển từ mạng này sang mạng khác thì rất là đơn giản, các bạn chỉ cần kết nối với cái ví DeFi của bạn, sau đó các bạn sẽ chọn những cái mạng khác nhau để các bạn swap qua thôi. Các sản phẩm của Iwa bao gồm là Iwa Cross-Chain Dex, đây là một sàn giao dịch phi tập trung cho việc giao dịch tài sản giữa các blockchain được hỗ trợ và kiếm lợi nhuận thông qua farming sinh lời bằng cách là cung cấp các thanh khoản cho các sàn giao dịch cross-chain. Iwa COB cung cấp một trung tâm thanh khoản thống nhất trên các chuỗi bằng cách là sử dụng một blockchain trung gian rẻ và nhanh chóng để giao thức thanh khoản cross-chain của Iwa, tích hợp thị trường thanh khoản nhiều chuỗi. Một đặc điểm quan trọng của giao thức này là giải quyết các vấn đề về tính phân mảng của thanh khoản bằng cách là giảm đáng kể chi phí liên quan đến việc thiết lập thị trường thanh khoản trên các chuỗi khác nhau. Về Cross-Chain Data Protocol, giao thức dữ liệu liên chuỗi của Iwa hay còn gọi là CDP là một giao thức phi tập trung giúp chuyển đổi dữ liệu giữa các blockchain khác nhau, đóng vai trò là tầng giao vận cho tất cả các sản phẩm trong hệ sinh thái của Iwa. Điều đặc biệt là giao thức này là mã nguồn mở, bất kỳ các nhà phát triển nào cũng có thể sử dụng giao thức dữ liệu liên chuỗi của Iwa để triển khai logic trên chuỗi của dự án họ. Điều này giúp cho đội ngũ tập trung vào việc phát triển logic kinh doanh cho ứng dụng phi tập trung của họ mà không phải mất tâm trí vào các vấn đề tương tác giữa các chuỗi khối. Giao thức này không chỉ mở rộng cho cộng đồng sự linh hoạt trong việc xây dựng và tối ưu hóa dự án của họ mà còn giảm gánh nặng về các vấn đề tương tác giữa các chuỗi với tính năng phức tạp của nó. Về Iwa Asset, các tài sản của Iwa đều được hỗ trợ bằng các tài sản lưu chuyển từ các mạng khác nhau và được khóa trong giao thức để thực hiện các giao dịch qua chuỗi khác nhau. Khi sử dụng Iwa Access, người dùng mặc định trở thành nhà cung cấp thanh khoản cho các giao thức chuỗi. Về cổng chuyển đổi token Iwa là một công cụ độc đáo mở ra cơ hội cho các dự án hiển thị token của mình trên các mạng khác bằng cách là khóa tài sản trong các hợp đồng thông minh và phát triển phiên bản tương ứng của token trên các mạng khác. Với những tính năng ưu việt trên thì đội ngũ backer của Iwa thì cũng không kém cạnh ha các bạn. Có rất là nhiều những backer lớn như là Polygon nè, Meta nè, Near nè. Các sản phẩm của Iwa thì mình cũng gánh nói rồi ha, Token Bright nè, Data Protocol, Dex, Access, Liquid, Liquid Protocol ha, 6 sản phẩm của Iwa. Thì Iwa giải quyết những cái vấn đề gì? Cái mà Iwa giải quyết thứ nhất là tích hợp chuỗi chéo ha. Thì những cái mà bất cập của chuỗi chéo thì mình cũng đã nói ha, nó sẽ giúp cho các bạn liên kết giữa các chuỗi với nhau và thanh khoản một cách dễ dàng. Cái giải quyết của Iwa thứ hai đó là phân mảng thanh khoản ha. Cái thứ ba đó là cơ sở người dùng, và cái thứ tư đó là bảo mật ha, là những cái mà Iwa mang lại cho người dùng. Những lợi thế của Iwa thì cái đầu tiên đó là nhanh chóng và dễ dàng ha các bạn, chỉ cần liên kết với Iwa thôi thì tất cả những tài sản mà các bạn muốn chuyển đổi á, nó thông qua một cái DApp thôi các bạn. Hai, tùy chọn danh sách. Cái thứ ba đó là năng suất của Iwa Farming. Cái tính năng mình thấy rất là hay đó là tiết kiệm chi phí giao dịch, tiếp cận với môi trường mới, thanh khoản tất cả trong một. Những cái chuỗi hỗ trợ của Iwa thì bao gồm là Ethereum nè, BNB nè, Polygon, Arbitrum, Phantom và Optimize. Những partner thì rất là nhiều ha. Một số cái partner tiêu biểu như là ZL Venture nè, Hoover nè các bạn. Theo mình thấy thì có rất là nhiều những cái partner liên kết với Iwa tính đến thời điểm hiện tại các bạn. Đây là những cái trang social media của Iwa, các bạn có thể theo dõi ha, kênh Telegram nè, Twitter, Medium, Discord, YouTube và LinkedIn. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia Telegram bot để nhận airdrop của Iwa với tổng cộng là 50 triệu token dành cho tất cả mọi người ha. Mình sẽ vào cái link mình để phần mô tả ha các bạn, hoặc là phần bình luận đều có nha. Các bạn mở ra rồi sau đó các bạn thực hiện thôi. Ở đây thì mình bấm start nè. Đây là giải thưởng là 50 triệu token chia cho tất cả những người tham gia nha các bạn. Sau khi mà các bạn hoàn thành các bước rồi á, thì các bạn sẽ tham gia vào những cái airdrop này để các bạn kiếm thêm nha. Với cái trang này á, các bạn tiếp tục làm để nhận thêm phần thưởng từ Iwa nha. Thì mình cũng để lên ở phần mô tả và cái phần bình luận nha các bạn click vào để làm nha. Đầu tiên thì các bạn cần phải kết nối với ví nha, mình đã kết nối xong rồi nè. Ở đây thì các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn thôi. Làm thì các bạn sẽ nhận được phần thưởng nè, nó kêu là visit pay nè, và nhận phần thưởng thôi. Mình làm theo hướng dẫn thôi nha. Khi mà xong á thì mình bấm claim nè. Các bạn chờ hết thời gian nha. Sau khoảng thời gian này á thì mình sẽ nhận được phần thưởng nè.
có thời gian thì bạn sẽ làm hết nha, thì mình làm tới đâu thì mình sẽ nhận được đến đó nha các bạn. Thêm một cái chương trình Europe khá ngon mà các bạn có cơ hội kiếm tính 20 đô với Europe của Hunter ha. Thì bây giờ mình sẽ thị phạm cho các bạn luôn nha. Mình kết nối với ví nè. Đây. Rồi mình chọn ví của mình nè. Sau khi kết nối xong á thì mình sẽ vào đây claim 20 đô nè các bạn. Đây khá ngon ha, các bạn làm theo các bạn nhận được 20 đô nha các bạn. Đây thông tin mà các bạn đã nhận nó sẽ nằm ở trên đây nha. Đó rất là ngon nha. Thì thông qua cái video hôm nay mình cũng đã giới thiệu với các bạn về nền tảng EWA ha. Đây là một nền tảng cross-chain giúp cho các bạn có thể chuyển đổi tài sản giữa các chuỗi với nhau. Và ngoài ra thì mình cũng có hướng dẫn các bạn làm Europe EWA và làm thêm một cái chương trình Europe để nhận thêm 20 đô nữa ha. Chúc các bạn may mắn và kiếm được nhiều tiền ở trên mạng của EWA nha.